Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị đại hội khóa 11 nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ban ngành liên quan. Theo đó, để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy có quyết định thành lập 3 tiểu ban, gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự do Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm trưởng tiểu ban và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng tiểu ban. Trong các quyết định có phân công cụ thể từng thành viên tham gia để chuẩn bị tốt cho các tiểu ban hoạt động, chuẩn bị văn kiện, nhân sự, tổ chức trình Tỉnh ủy xem xét quyết định. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đề nghị tất cả các tiểu ban phải khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động của tiểu ban. Nội dung kế hoạch cần nêu rõ mục đích, yêu cầu cụ thể của từng công việc, lộ trình thời gian thực hiện với sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Sau hội nghị hôm nay, các tiểu ban khẩn trương triển khai công việc, trong đó tiểu ban văn kiện cần xây dựng, ban hành quyết định thành lập tổ biên tập, các nhóm biên soạn văn kiện thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường. Công tác xây dựng chính quyền, xây dựng đảng, công tác dân vận, công tác nội chính, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, vân vân. Tiểu ban nhân sự tập trung xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chuẩn bị các điều kiện xây dựng phương án nhân sự Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện sau khi có hướng dẫn của Trung ương. Công tác nhân sự của cấp ủy phải tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ đảng viên. Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các bộ phận giúp việc khẩn trương rà soát, tham mưu giúp các tiểu ban xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thành công.